Gần đây chúng ta hay gặp những hiện tượng mà gọi là xe điên. Tuy nhiên xe thì không điên mà chỉ có người điên mà thôi. Đó là những cái hiện tượng mà chúng ta bị nhầm chân phanh sang chân ga, và xe thì lúc đấy nó thay vì dừng lại thì nó lại chồm lên và lao đi như một mũi tên. Hậu quả của nó thì rất là thảm khốc, và không ít người đã phải trả giá. Những cái lý do để khiến cho hiện tượng xe điên đấy là gì? Một là một số người hay có thói quen nhấc chân ga ra và chân phanh ra thành hai vị trí khác nhau. Và khi những tình huống khẩn cấp thì họ quên rằng chân đang ở vị trí nào, và lúc đấy chỉ có nhấn thôi. Vô tình mà lúc đấy chân đang ở phía phần chân ga thì cũng nhấn. Cái thứ hai là lựa chọn sai cái vị trí chân. Đó là bạn để chân gần với chân ga và chân phanh quá, khiến cho bao giờ chân ga cái vị trí cũng thấp hơn chân phanh. Cho nên khi bạn để gần quá thì khi chuyển thì hay bị khả năng vướng là cao, và khi vướng thì chúng ta cuống, và chúng ta cuống chúng ta lại nhấp chân, và như thế thì xe nó lại không đi theo ý của mình nữa rồi, đúng không ạ? Vậy thì giải pháp là cái gì? Chúng ta hãy lựa chọn một vị trí tối ưu nhất cho việc đặt cái gót chân. Theo kinh nghiệm của tôi thì bao giờ chúng ta chọn cái vị trí mà mũi chân có thể vừa chạm vào bàn ga. Lúc đấy thì cái việc mà xoay chuyển giữa bàn ga và bàn chân phanh nó nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Bởi cái lực để đạp ga nó cần một cái lực rất là nhẹ, và ngược lại cái lực phanh thì cần một cái lực mạnh hơn rất nhiều. Và thậm chí trong những cái trường hợp khẩn cấp thì lực đạp phanh là hết sức. Một chú ý đối với một số phụ nữ hay sử dụng giày cao gót thì tuyệt đối không nên sử dụng giày cao gót khi mà lái xe. Chúng ta nên chuẩn bị một đôi dép hoặc một đôi giày bệt để chúng ta lái xe, và khi chúng ta ra khỏi xe mà chúng ta cần phải thời trang thì lúc ấy chúng ta thay giày cao gót thời trang vào. Và khi lái xe, xin nhớ rằng khi lái xe thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng giày cao gót. Bởi vì sao? Là giày cao gót khi mà dẫm phanh và dẫm ga rất dễ trượt, và khi trượt thì chúng ta sẽ không có cái cảm giác chuẩn mực và dễ nhầm lẫn. Đối với những người mới lái, khi dừng đạp ga thì các bạn hãy chuyển ngay sang chân phanh, bởi lúc đó khi gặp những trường hợp khẩn cấp thì các bạn chỉ cần nhấn phanh thôi là xe sẽ dừng lại, tránh tình trạng là các bạn quên. Chúc các bạn lái xe an toàn. Và hãy nhớ đăng ký kênh của WhatKBN cũng như bấm chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.